Dự đoán mới nhất của Anthony Chung về năm 2024, cổ vật gây thảm họa lớn có thực sự xảy ra hay không? Khởi đầu năm 2024 đối với Nhật Bản thực sự là một năm đầy tai họa. Ngày 1 tháng 1, bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ Richter kéo theo cả sóng thần. Ngay sau đó vào ngày 2 tháng 1 tại sân bay Haneda ở Tokyo lại xảy ra vụ tai nạn máy bay va chạm khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Rồi vào ngày 3 tháng 1 tại Osaka, Nhật Bản, một tòa nhà cao tầng bốc cháy làm hàng chục người bị thương. Những tai họa liên tiếp đó đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Có phải năm 2024 đã được định trước là một năm đầy tai họa không? Hôm nay, mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi dự báo mới nhất của nhà tiên tri Malaysia, Dato Anthony Chung. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trong dự báo của mình, Anthony Chung cho rằng năm 2024 là thời điểm bắt đầu cửu vận, nên sẽ xuất hiện năng lượng đối đầu giữa nước và lửa. Cơn sốt này cũng sẽ nhanh chóng lan rộng. Cuộc chiến giữa nước và lửa đồng nghĩa với việc âm dương cùng tồn tại. Do đó, cả trạng thái nhiệt đới và trạng thái cực lạnh đều có thể xuất hiện. Dựa vào những dữ liệu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2023 đã là năm nóng kỷ lục, nhưng năm 2024 có thể sẽ còn nóng hơn. Theo Anthony Chung, sự tích tụ của năng lượng nhiệt có thể dẫn đến việc bão mặt trời tấn công trái đất. Khi đó, thời tiết cực đoan và hiệu ứng nhà kính sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Năm 2024, nhà tiên tri dự báo rằng cửu vận sẽ đến, với sự thống trị của phần lớn năng lượng lửa, dự báo về thảm họa tự nhiên và tai họa do con người gây ra là không thể xem thường. Ông chỉ ra vào năm ngoái rằng nhiệt độ cao nhất mà con người có thể chịu được là 42,3 độ C. Tuy nhiên, cách đây 100 năm, tại thung lũng Tử Thần ở Mỹ đã ghi nhận nhiệt độ cực kỳ cao lên đến 56,7 độ C. Anthony Chung dự đoán rằng trước năm 2027, nhiệt độ tại thung lũng Tử Thần có khả năng phá vỡ kỷ lục lịch sử và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Trong năm nay, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến tháng 3 và tháng 6 dương lịch. Các khu vực như Australia, Nam Á, Đông Á và Bắc Mỹ, vì năng lượng lửa của cửu vận sẽ xảy ra các thảm họa thiên nhiên đa dạng do thời tiết cực đoan. Sự tan chảy của sông băng ở các khu vực nhiệt đới sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, làm tăng cường năng lượng của lũ lụt, gián tiếp dẫn đến nhiều khu vực quốc gia thấp hơn bị ngập lụt và đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Ông đã từng đưa ra lời cảnh báo về việc tan chảy của dòng sông băng từ năm 2023, nhưng đáng tiếc, vấn đề về biến đổi khí hậu vẫn đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tảng băng trôi lớn nhất tại Nam Cực đã bắt đầu di chuyển từ tháng 12 năm ngoái, làm tăng tốc độ tan chảy của dòng sông băng. Các dữ liệu thống kê cho thấy, lượng băng tan trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2016 là gấp 3 lần so với 10 năm trước. Lượng băng ở Bắc Cực và Greenland cũng đã giảm đi một nửa. Nhiệt độ của nước biển tăng lên sẽ dẫn đến những cơn bão nhiệt đới dữ dội hơn cùng các cơn bão và thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. Anthony Chung còn cho biết rằng, các thành phố và khu vực như New York, Sydney, London và vùng đồng bằng sông Mekong sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong năm nay, ông cũng cảnh báo về mối nguy hiểm từ cơn bão lớn, lũ lụt nghiêm trọng, đê điều bị vỡ và thời tiết cực đoan mang tính chất kỷ lục. Đúng như dự đoán, một tuần sau lời tuyên bố, thủ đô Đài Bắc đã phải đối mặt với đợt khí hậu lạnh mạnh nhất kể từ mùa đông. Toàn bộ Đài Loan chìm trong không khí lạnh. Chỉ trong ngày, có tới 92 trường hợp nhồi máu cơ tim do bị hạ thân nhiệt. Ông còn cho biết, cửu vận còn tượng trưng cho tâm. Vậy nên, nhiệt độ cực lạnh sẽ dễ làm khởi phát những căn bệnh về tim mạch và hậu quả của việc này là không thể xem thường. Vì vậy, những nước phương Tây và phương Bắc càng phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Năng lượng hỗn loạn của cửu vận sẽ gây ra các thảm họa khủng khiếp nhất thế kỷ. Và trong năm nay, Thái Lan cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ lũ lụt. Anthony Chung cảnh báo về mức độ nguy hiểm lớn nhất từ lũ lụt có khả năng cao sẽ xảy ra vào tháng 5 và tháng 12 dương lịch. Sức mạnh thiên tai của hai tháng này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể xuất hiện sóng lớn. Nhiều địa điểm sẽ bị ngập chứ không chỉ là các khu vực thấp. Các khu vực nông nghiệp cũng cần được quan tâm nhiều hơn bởi dịch bệnh dai dẳng sẽ gây tổn thất lớn cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ để sẵn sàng ứng phó. Ngoài sức mạnh của thiên tai lũ lụt, Anthony Chung nói rằng động đất cũng là một trong những thiên tai cần được đặc biệt quan tâm. Bởi vào năm 2023,
đã có nhiều trận động đất lịch sử xảy ra tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ông đã từng nhấn mạnh rằng, năng lượng của trận động đất lớn vẫn chưa tiêu tan mà sẽ kéo dài đến năm sau, đặc biệt là vào tháng 2, tháng 3 và tháng 12 dương lịch năm nay. Động đất có thể gây ra các sóng thần, các thảm họa thứ cấp như lở đất, lũ lụt, nên các quốc gia ở phía Đông, Nam và Tây Bắc cần đặc biệt chú ý. Ngoài ra cũng cần chú ý đến sức mạnh của đại dịch. Dịch bệnh đã bước vào năm thứ 5. Mặc dù không còn là tình trạng khẩn cấp trong y tế công cộng được quan tâm toàn cầu, nhưng virus vẫn đang lây lan và biến chủng. Năm 2024, có nhiều loại virus hỗn hợp có thể tấn công cơ thể người, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Trong khi đó, vẫn cần phải đề phòng dịch bệnh và cúm gia cầm ở phía Đông và phía Nam. Các quốc gia phía Đông và phía Nam cần chú ý đặc biệt vì năng lượng của cửu hỏa vận đang tăng mạnh. Sự biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính sẽ khiến sông băng tan chảy, giải phóng virus cổ đại đã bị phong ấn từ hàng nghìn năm, tương tự như cúm Tây Ban Nha từ 100 năm trước. Trong năm nay, nhân loại cần cảnh giác với khả năng rò rỉ virus do con người tạo ra, đặc biệt là ở các quốc gia phía Đông Nam và phía Tây. Sự kết nối toàn cầu cùng với virus mới có thể khiến cho việc lây lan virus trở nên nhanh chóng. Vì vậy, vào năm 2024, sự kết hợp của nhiều loại virus sẽ tạo ra thách thức nghiêm trọng hơn cho hệ thống y tế toàn cầu. Trong thời kỳ hiện đại, nhiều vụ việc xảy ra liên tiếp ở Nhật Bản đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Năm 2024, thế giới sẽ đối diện với nguy cơ cháy rừng mạnh mẽ. Đó không phải là lời hù dọa, mà là sự đánh giá cẩn thận dựa trên kinh nghiệm dự báo nhiều năm của ông. Trong các video trước đó, Anthony Chung đã nhắc nhở nhiều lần rằng chúng ta cần chuẩn bị cho sự thay đổi của cửu vận. Năm nay, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến các loại tai nạn giao thông quy mô lớn, tai nạn phà, tai nạn tàu hỏa. Nguy cơ xung đột trên biển trong năm nay cũng tăng cao đáng kể, đặc biệt là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 dương lịch. Anthony Chung cũng nhiều lần dự đoán khu vực phía Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, trở thành địa điểm chiến lược quan trọng và chiếm vị trí then chốt. Trong vòng 20 năm tới, sẽ có một lượng lớn dân số di cư vào miền Nam, thay đổi cấu trúc dân số, văn hóa, chính trị và kinh tế. Ông cho rằng hỏa vận tượng trưng cho sự hư vô, ảo tưởng, khiến cho đúng sai, thật giả lẫn lộn đan xen. Do đó, trong tương lai, thế giới trực tuyến sẽ tràn ngập các loại tội phạm mạng với sự lan rộng của các vụ lừa đảo ra toàn cầu, đặc biệt là sự mất kiểm soát của trí tuệ nhân tạo khiến nạn lừa đảo trở nên nghiêm trọng hơn. Rủi ro tấn công mạng khiến ngay cả các quốc gia thuộc NATO cũng không thể lơ là bỏ qua. Cơ quan chính phủ cũng như cơ sở hạ tầng lớn sẽ chịu tổn thất nặng nề gây ra sự hoang mang, hoảng loạn. Sự xuất hiện của hỏa vận, vấn đề về thiên tai, tai họa và dịch bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, phá vỡ sự bình thường. Thảm họa do nhiệt độ cao gây ra cũng như tác động của độ lạnh cực độ là không thể xem thường. Chúng khác với thiên tai bình thường, ôn hòa và chậm rãi. Thảm họa của hỏa vận sẽ đột ngột xuất hiện và nhanh chóng lan rộng, có tính diệt vong. Anthony Chung nói rằng, lửa có thể mang lại sự ấm áp cho thế giới, nhưng bản chất của nó là nóng bức. Vì vậy, một khi bị kích động, nó sẽ trở nên rất lạnh lùng, và đó chính là nguyên lý của âm dương và tự nhiên. Mọi sự kiện đều có nguyên nhân và kết quả. Vậy nên cuối cùng ông nói rằng hỏa vận là sự kết thúc của thiên đường, sự phán xét của cửu vận sắp đến. Anthony Chung kêu gọi mọi người hãy yêu thương trái đất, không để trái đất trở nên yếu đuối và suy tàn. Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách không thể trì hoãn. Đó không phải là công cụ của các quốc gia lớn. Đừng đợi khi thảm kịch xảy ra, vì khi đó sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Sự biến đổi thất thường của thời tiết sẽ vượt xa sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Sự biến động của hỏa vận sẽ làm ảnh hưởng đến tâm hồn của chúng ta, khơi dậy nỗi sợ hãi về sự bất lực và sai lầm. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng đánh mất bản thân mà hãy tin rằng chúng ta có khả năng đương đầu với nó. Nếu mỗi cá nhân trên trái đất bắt đầu tu tập, xung đột toàn cầu sẽ giảm đi đáng kể. Hòa bình sẽ không chỉ tồn tại trong giấc mơ, trải qua hỏa vận tái sinh sẽ đến cơ hội mới. Thực ra, Anthony Chung rất lo lắng vì năm nay sẽ xuất hiện các thảm họa thiên tai tàn khốc quy mô lớn hơn. Hy vọng rằng những hành động thiện lành có thể giúp nhân loại tránh khỏi nguy hiểm. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.